Xin chào các bạn, hôm nay mình lại đi lùng mua cây giống nữa các bạn ơi. Thì mình thấy ở trên online cái gia đình của người Việt Nam này bán cây kiwi mà cái giống cái trái của nó khác nữa các bạn. Cho nên mình thích quá, mình tới đây mình mua thêm một cặp cây kiwi nữa nha các bạn. Thì cái trái nó khác cái trái bữa hôm mình mua. Đó, thì tới đây người ta bán rất là nhiều, có 3-4 cây sung gì đó nhưng mà rất là nhiều trái các bạn. Trái nè, nhìn đã chưa? Đó, cái chị này chỉ chiết ra từ nhánh đã có trái thì chỉ trồng lên cây ra trái xum xuê như thế này. Đó, chị bán một cây như thế này 100 đô la đó các bạn. Một cây như vậy thì khoảng 100 đô thì khoảng 2 triệu 2 tiền Việt Nam ha. Đó, thì đó, có một cây lùng ở dưới này cũng ra trái. Trái này lại kiểu khác các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi, hôm nay là mình sẽ tới đây khiêng cây chuối này về đó. Mình rất là thích cây chuối. Chuối này trồng không có trái, mình trồng chỉ lấy lá để mình gói bánh bột lọc ăn hay là gói những tất cả các bánh mà về lá chuối mình thích thì mình trồng các bạn. Đó, chuối này trồng mùa đông được nha. Rồi, bỏ lên xe rồi đó. Một cây chuối và hai cây kiwi. Ông xã mình mình thích cây cối chỗ nào là ông xã mình dẫn mình đi lựa thôi, thì chỉ thích cây cối thôi, không thích sắm sửa đồ đẹp vậy là đủ rồi các bạn. Đó, thì trồng cây ra trái ăn mà các bạn. Đâu phải mình ăn đâu, cả gia đình ăn luôn mà. Đó, nhìn thấy thương không, hai cây kiwi dễ thương hết sức luôn. Rồi mình sẽ lên xe ông xã mình chở đi lòng vòng nữa ha. Chở đi chỗ nào có cái gì hay hay thì mình sẽ vô mình quay cho các bạn xem tiếp tục nha. Sửa soạn cây kiwi nằm sao cho nó yên để mình chạy nó khỏi bị gãy ha. Đó, cây giống đã xong, bây giờ lên xe chạy thôi các bạn. Tới rồi các bạn ơi, nhìn rất là đẹp. Chỗ này là chỗ thế giới về hoa quả cây cối các bạn. Rất là mê luôn, vô đây á không bật máy quay lên mà không về được các bạn, phải quay cho các bạn xem thôi. Đó, nhìn cái cánh hoa thiệt là xinh ha. Hoa cúc mùa thu. Mùa thu thì ai cũng đi mua hoa cúc về trưng ở trước nhà, hai chậu hai bên rất là đẹp. Trời lạnh lạnh se se thì hoa cúc rất là thích hợp các bạn. Đây là một loại hoa bắp cải nha. Hoa bắp cải này không biết có ăn được không, để bữa nào mình hỏi ăn được không mình mua về mình trồng mình ăn luôn ha. Đó, cái hoa rất là đẹp, cái lá thì dày y chang như bắp cải mình ăn vậy đó các bạn. Nhìn mê chưa nè, quá chừng luôn, xanh rồi hồng tím trắng vàng đủ màu hết trơn, đủ sắc hết trơn á. Vô đây á nhìn á là ngẩn ngơ luôn các bạn. Đó, nhìn một cái là hết buồn, hết bực, hết gì hết trơn á, mọi gì ở trong người mình mà cảm thấy buồn buồn vô đây là tan biến hết trơn. Rồi đây là loại rau kale. Cái loại rau này của người Mỹ ăn rất là ngon, ở ngoài chợ bán rất là mắc, cứ gần 4 đô la một pound các bạn cho mùa đông, còn mùa hè thì khoảng 3 đô la một pound. Một pound có nửa ký thôi, nửa ký. Thì ở đây á người ta bán một chậu như thế này là 5 đô la, khoảng chừng 100 ngàn tiền Việt Nam một chậu các bạn. Nhìn cái lá ngon lắm. Thì ở đây hoa bắp cải màu trắng nè, mình quay sơ cho các bạn xem tất cả những cái hoa quả mà mình có thể quay hôm nay nha. Còn nhiều lắm, nếu mà mình đi mình quay chắc cũng phải là 3 tiếng còn chưa xong đó các bạn. Nhìn cái hoa quá xinh ha. Wow, nó xếp từng tầng, quá là công phu thiệt đó. Đó, bên này nữa nè. Nhìn đã quá chừng luôn á. Hoa cả mắt luôn các bạn, đẹp mê luôn, quá chừng. Wow. Cái nào cũng muốn khiêng chậu về nhà ha. Không biết làm sao mình lại không có mua cái hoa này. Mình tưởng tượng mình chỉ thích rau ăn thôi các bạn, còn hoa thì mình chỉ thích chưng, nhưng mà mùa đông sắp tới rồi mình chưng hoa mình sợ hoa tàn lắm. Ở đây một loại rau cải xoăn mà màu tím nè các bạn, rau này ăn cũng rất là tốt. Không biết cái rau cải xoăn này mình ăn có ngon không ha. Mình chỉ được ngắm và được đụng thôi, chưa bao giờ mình ăn thử. Bữa nào mình sẽ mua một chậu về, mình bẻ mình ăn thử. Ăn đua với con thỏ các bạn, rủ con thỏ ăn xem ai thắng. Đó, một chậu khoảng 5 đô la các bạn. Còn cái rau này á, rau bắp cải
gì đâu cái lá bắp cải tia tỉa thường thiệt, chia ra nhiều nhánh quá chừng, nhìn thấy cưng quá chừng luôn á, cưng hơn nữa nè các bạn đó, giàu quá đã luôn. Nhìn mùa thu, mùa này là dâu sắp sửa chuẩn bị hành trang sắp xếp mà đi ngủ đó, ngủ đông cho mùa đông, nhưng mà ra rất là nhiều hoa rồi quả nữa, nhìn sao không mê được. Hôm nay khiêng các bạn, khiêng vài chậu về nhà trồng mới được, để đây không đành đó. Dâu này lúc trước mình mua về mình trồng cho cái thùng dâu triệu view của mình đó, rồi tự mình đặt tên là triệu view luôn đó. Chứ có ai đặt là dâu triệu view bao giờ đâu, mình đặt đó tại vì mình trồng lên các bạn xem hơn 1 triệu view thì mình đặt tên luôn là dâu triệu view đó, quá dễ thương quá đã luôn. Thì hôm nay lựa nha, lựa cái chậu nào có nhiều hoa nhiều trái rồi có trái chín nữa đem về nhà trồng. Thiệt là đã. Hôm nay đứng đây ông xã cứ gọi hỏi các bạn, nói xong chưa, xong chưa, về chưa, chưa về cứ đứng đây lựa hoài luôn đó. Một trái dâu thương chưa, rớt xuống đây còn non, xong lớn lên bự quá chui qua cái kẽ không vừa, bây giờ nằm xuống dưới luôn, chắc mình leo xuống dưới mình ăn quá các bạn ơi đó, như làm sao mà gỡ lên được. Sao chui xuống dưới được, wow tội nghiệp chưa, rồi là chậu đó không lấy được rồi, giờ không ra lấy đầu lấy, thôi đi tìm chậu khác các bạn. Sao, sao nhìn mấy chậu dâu sao thích dữ không biết nữa. Mê quá đi là mê. Giờ làm sao đây ta, đi lựa thêm, lựa chậu khác đi. Đó được 1 chậu rồi các bạn, chậu này trái đẹp nè, có trái chín đó, mấy chậu luôn rồi, sắp xếp ở đó chút xíu nữa khiêng hết về. Lựa tiếp các bạn. Nhìn dâu mà thích mà quýu cả tay luôn, không biết đụng chậu nào cho nó đẹp, cái chậu nào cũng lựa, nhấc lên rồi bỏ xuống, nhấc lên bỏ xuống, làm cái người mà chăm sóc vườn rau á, người ta cũng nhìn mình quá chừng luôn, kêu không biết nhỏ này nó bị gì nữa. Mê cây cối quá. Thiệt, đi đâu thấy rau quả hay cây cối gì đứng lại say mê đó, quên lối về luôn các bạn ơi đó. Thôi đã chưa. Ờ, loại siết này dễ hơn, tự nhiên nó có cho dù nó rộng hơn tí mình siết vô chứ không được. Các bạn ơi, trái bí má mình trồng này, được trái bí đỏ bự ha, bên mình lại không có trái bí nào hết, nhìn cũng ngon quá ha, nặng lắm á, wow, rất là đã này, chắc nụ luôn ha, cái cuống như vậy là vẫn còn non này các bạn, nó còn mềm, nó già nó bự nữa nhưng mà lạnh quá rồi không có lớn được nữa đâu các bạn, lớn từ từ thôi chứ không có lớn nhanh giống như mùa hè được. Đó, rau keo này đó, xin ít rau về cho con thỏ ăn. Dạ. Dạ. Ok. Đó, để ít rau già về cho thỏ ăn nha. Qua nhà má là gom rau cho thỏ. Bí được có trái nè. Hẹ nè. Hẹ nó sống được lạnh nha các bạn. Đó.
quá chừng ha. Bụi nào bụi nấy thấy đã chưa? Dày, dày thiệt là dày. Ngon ha. Cắt bao nhiêu lần ăn rồi vẫn còn nữa các bạn. Hẹ này ăn nó thơm mà nó giòn lắm. Wow, đã quá. Trời bữa này lạnh lắm các bạn. Đó, đi gom rau già cho Thỏ ăn nha. Cái này cũng hơi già nè, bẻ nè, cho Thỏ ăn. Hả? Quả, bẻ rau cho Thỏ ăn. Cây thù lù mình cho má mình trồng nè. Wow, rau của má mình cũng nhiều lắm các bạn ơi. Đó, hai trái nè. Bên này nè, con trái không hái bị móng luôn rồi nè. Ghê chưa? Các bạn thấy chưa? Đó. Lần đầu tiên mới thấy trái dâu nó móc lên như thế này, nhìn thấy ghê thiệt đó. Bớt dục đi. Đó, được. Đó, được hai trái dâu nè. Má ông chồng trong cái chậu nè. Đó, quả không nguyên một chùm luôn nè. Bị con gì nó cắn rồi. Má mình chồng cũng tốt quá chừng nè. Đó, như vậy là đâu có ăn được nữa đâu. Con gì nó cắn rồi, chỉ có trái này được thôi. Trái này là hư hết rồi nè các bạn. Được có trái này thôi. Hái à. Wow, trái này ngon ha. Hôm nay mình cũng chưa bớt khan tiếng nữa. Ở đây thì có một mớ trái hườm. Wow, nguyên chùm luôn. Dâu bên má mình còn tốt quá chừng nè. Đó, hái trái này. Hái trái này ok. Tí nữa ăn ha. Trái này nó dập rồi, nó hư rồi. Trái này cũng hư luôn rồi nè các bạn. Không hái được. Nguyên cả chùm hoa luôn nè. Chùm luôn. Hái được hai trái ở đây. Wow, ở đây có nguyên một chùm luôn mà nó hư hết trơn ha. Đã đó, má mình trồng có mấy bụi rồi. Cũng ra trái quá chừng ha. Tốt, đất tốt đó. Hai trái dâu, còn nhiều loại rau quả khác nữa. Để xem thăm hôm nay trái bí như thế nào rồi. À, trái bầu chứ. Đã già chưa? Đó, trái bầu hôm nay nè. Cứng ngắt luôn các bạn. Không có còn bấm vô được nữa nè. Đó, nó coi như già lắm rồi ha. Wow. Cứng thiệt là cứng rồi. Ở trong chắc nhiều hột lắm nè. Wow, đã quá. Ở dưới này còn cứng hơn nữa. Wow, bấm không vô được. Bự ha. Dài thiệt là dài. Đợt trước mình đo dài hơn 6 gang tay đó. Bây giờ chắc cũng vậy thôi. Bây giờ nó già để nó ra hộp. Bầu thì còn nhiều lắm. Nè, ra nhóc luôn. Mà lạnh xuống rồi nó không lớn nữa các bạn ơi. Nè, đây nữa, bên này nữa. Quá chừng ha. À, là bầu nhỏ nhỏ. Những trái bầu non mướn như thế này mà lạnh quá nó đen hết trơn nè các bạn. Nhóc luôn ha. Thiệt là đã nhưng mà đâu có ăn được đâu nè. Lạnh nè. Lạnh nè các bạn, hư hết. Đen thù lui. Đây nữa. Vậy là không ăn gì được nữa đâu. Kia có mấy trái được nè. Trái này ok nè. Đã chưa? Qua tới bên kia nữa. Nó có nhóc luôn. Thấy chưa các bạn? Hai trái bầu kia kìa. Cái đó ăn được đó. Mấy trái này thì hư rồi nè. Lạnh quá. Không có cái cây cối nào mà sống mùa hè mà chịu nổi cái thời tiết lạnh này hết trơn á. Mình ra mình còn chịu không nổi.
cái gốc bầu nè, bây giờ nó chuẩn bị nó đen, nó tàn từ từ ấy. Cà chua này tàn hết trơn rồi. Má mình gieo cái cải gì đây nè, nó cải kheo má gieo đó, cái bữa nữa dãy bầu này nó tàn rồi, mùa đông cái cải kheo nó lên đó các bạn. Đó, ớt này các bạn, ớt này chưa kịp lớn đã tới mùa đông rồi nè. Trái nhỏ. Hai chú dâu thôi. Cái thù lù này mới ra sao chưa có trái. Đó, mấy cái bắp cải mà mình đưa cho má mình về trồng. Vườn rau kheo luôn, quá chừng. Cây táo nè, đó cây táo của má mình ra trái quá chừng nha. Cây nó khó leo lên hái quá, nhiều trái lắm. Cái gì? Nhóc trái luôn ha. Của má mình đó, trái táo nó lớn lắm. Cầm cho mẹ hai trái dâu vô nhà đi. Táo nè các bạn. Wow. Rụng tùm lum hết ha. Đó, rụng quá chân rụng. Tìm trái nào hái là trái. Trái lên cao kia kìa. Má mình trồng táo sao mà nó bị sâu hết các bạn ơi. Wow, nó rụng quá chừng là rụng đi. Có trái này vần vần không biết hái được. Không hái được các bạn ơi, xa quá. Kìa, nó rụng qua nhà hàng xóm kìa. Đó, rụng đầy bên đó. Mới sợ. Đây, có một trái nè. Không đâu xa, nhìn cái trái nè, dễ thương chưa. Từ từ. Wow, nó rớt. Chưa kịp hái đã rớt. Đó. Trái táo đây. Nhẹ lắm các bạn ơi. Nhẹ là nó sốt, những trái không có ngon ha. Không hái được. Đây các bạn, được hai trái nè. Tầng giờ đụng lớn rớt rồi. Được ba trái này các bạn. Hái được ba trái rồi, đi vô. Để vô cắt ra thử có ngon không nha. Nó bị con gì cắn. Đó, nó bị con gì cắn này các bạn. Sau rồi con ong gì chích nè. Cắt lên thử có ngon không. Đây, rồi làm má mình trồng quá chừng này. Sau nó ăn ha. Rau non mướt. Rau thì là non nhưng mà sau nó ăn hết trơn các bạn. Rau lan đó, ở Mỹ bán rất là mắc. Đó, nhóc luôn. Chỗ kia má mình gieo rau dền nè. Rau dền nè, gieo nè. Mình đã chưa? Quá chừng chừng rau dền. Tha hồ mà ăn. Bữa nay ra hoa đó. Táo hái vô này các bạn, rửa rồi. Giờ cắt ra thử xem sao nha. Cắt không nổi các bạn. Đi quay cho mẹ cắt ra. Mấy cái chỗ đen này nè các bạn. Đó.
Đây nó bị sâu, sâu rồi, sâu hết trơn nè. Tắm là mình nó sâu lại, mình có lá của mình trồng nó có bị bự ở trên nữa không? Không được còn nữa không? Nó sâu nữa không? Cắt lại chừng này tháo sâu hết trơn à. Trái này xanh hơn chút xíu nè. Ở đây luôn hả? Không, không có đâu. Trời ơi. Cắn thử nha. Cay không? Ngọt. Ngọt á. Nó ngọt mà nó khó chịu chứ không phải ngọt ngon. Nó ngọt hăng. Hăng. Ghê quá. Hồi nãy chị khen ngon. Hả? Chị khen trái đẹp. Nó, chị khen nhìn trái ớt ngon nhưng mà mình cắn cho mình mới biết. Mùa đông con cũng mặc vậy, tuyết rơi con cũng may vậy. Ở Việt Nam nó nóng đều, ở đây nóng lạnh là nó không biết sao nữa. Ở Việt Nam nóng mình đâu bị gì đâu. Qua đây mùa đông nóng cái mùa đông mà bị nóng lạnh cái nó bị say sóng á. Chả biết là con bị vậy đó. Hồi con mới. Hả? Đi vô xe mình hít nóng lên. À không, không được. Ờ đúng rồi, nó ngợp giống như nó đốt cái trơn không khí của mình á. Mình thở không được. Đó thằng này giống con này nó nhiều người nó mở lên nó chịu được chứ mình mở mình chịu được vừa vừa thôi, nhẹ nhẹ ok. Trời ơi, cái chậu hoa gì mà nó đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui nha. Các bạn ơi, nhớ like giùm mình nữa nha. Rồi các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giúp giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.